thần khí. Vô lượng kiếp đến đây thích âm nhạc, thích khiêu vũ. Khi nghe âm nhạc này liền khiêu vũ khi nào không hay. Chứng tỏ tập khí khó đoạn. Trong hàng đệ tử Phật, nói thật mỗi người đều có tập khí. Tập khí không giấu nhau. Họ thể hiện như vậy là thể cho chúng ta có điều này xảy ra, nhưng cũng không nghiêm trọng lắm. Tuy nhiên và chứng tỏ chỉ cần có tánh cảm giác. Tuy chứng đạo cũng không sinh ra chứng ngại nghiêm trọng, đặc biệt là tu pháp môn niệm Phật. Kinh này dẫn sau Phổ Hiền Bồ Tát thập đại nguyện vương đạo quy cực lạc, dùng tâm sâu. Nếu không tu pháp môn niệm Phật, những tập khí này nhất định chứng ngại ta minh tâm kiến tánh, nhưng không chứng ngại ta vãng sanh. Vì sao vậy? Vì vãng sanh tịnh độ cần chế ngự phiền não, chỉ cần hàng phục phiền não là phiền não không khởi hiện, tất cả đều được vãng sanh. Nhưng những người trong hội Hoa Nghiêm